Xin chào các bạn, trong video này, mình sẽ review cho các bạn top 7 kem chống nắng cho nam được ưa chuộng nhất hiện nay. Đứng ở vị trí đầu tiên đó chính là kem chống nắng Bernardo Bo Sunscreen for Men Cheaper Defense Sunscreen Lotion SPF 5073ml. Kem chống nắng của Bernardo có xuất xứ ở Mỹ và sử dụng công nghệ Active Protect giúp da khỏe mạnh ngay cả khi tia nắng chiếu trực tiếp vào da. Thành phần chính là vitamin E và lô hội giúp phục hồi da, làm dịu, nuôi dưỡng và chống oxy hóa cho da. Dòng này đặc biệt phù hợp với các bạn nam có làn da khô với chỉ số chống nắng cực tốt SPF 50, giúp bảo vệ da khỏi ánh nắng mặt trời lên đến 98%. Ưu điểm: hương thơm dành cho nam giới, dưỡng ẩm tốt cho da, chống nắng hiệu quả, có dung tích lớn. Nhược điểm: kem làm tắc nghẽn lỗ chân lông và dẫn đến da dễ bị mụn, không sử dụng trên da dầu. Giá tham khảo 250.000 đồng. Đứng ở vị trí thứ hai đó chính là kem chống nắng Neutrogena Sport A Oil Free Lotion SPF 70. Sản phẩm có thương hiệu Neutrogena và có xuất xứ ở Mỹ. Kem có thành phần Neutrogena, zinc oxide có khả năng chống nắng phổ rộng, ngăn chặn tia UV và bảo vệ da. Ưu điểm: dạng kem lỏng, thấm nhanh, không gậy mụn, dưỡng da và cân bằng độ pH cho da. Chống nắng tuyệt vời, dùng được cho cả da nhạy cảm. Giá tham khảo 250.000 đồng. Đứng ở vị trí thứ ba đó chính là kem chống nắng Zach Black Double Duty Face Moisturizer SPF 2097ml. Sản phẩm có thương hiệu Zach Black và được xuất xứ ở nước Anh và có tác dụng chống nắng trên quang phủ rộng, giúp da luôn ẩm và chống oxy hóa. Sản phẩm được chiết xuất từ những thành phần tự nhiên, an toàn, lành tính, không gây mụn và kích ứng cho da. Ưu điểm: vừa là kem chống nắng, vừa dưỡng ẩm tốt cho da, phục hồi da hư tổn. Nhược điểm: bảo vệ da phổ hẹp, chất kem đặc, khó tan, gây bít lỗ chân lông, từ đó hình thành mụn. SPF thấp, giá thành cao. Giá tham khảo 670.000 đồng. Đứng ở vị trí thứ tư đó chính là kem Curl UV Protection Mio SPF 50 + 360ml. Curl dây Barrier UV Protect Mio SPF 503 là kem chống nắng dạng nhũ tương cho da mặt và toàn thân, được phát triển qua 30 năm nghiên cứu và thử nghiệm khoa học của thương hiệu mỹ phẩm Curl Nhật Bản. SPF 503 bảo vệ da khỏi tia UV, giữ ẩm cho da luôn khỏe mạnh và mềm mại. Sản phẩm này có chứa các thành phần chống viêm thực vật giúp bảo vệ da khỏi các tác động từ môi trường bên ngoài như ánh nắng mặt trời. Thành phần: chiết xuất nhai bách thu do PSE do Labrata, quynh diệp Eucalyptus, giúp cấp ẩm và kháng viêm, bảo vệ da khỏi ánh nắng mặt trời. Ưu điểm: chứa hoạt chất Keram IDS giúp dưỡng ẩm, thẩm thấu và giữ độ ẩm cho da, cải thiện tình trạng da từ bên trong. Thành phần dịu nhẹ, đã được kiểm nghiệm da liễu, không gây dị ứng, không mùi, không màu và không chứa cồn. Những bạn có làn da nhạy cảm cũng có thể yên tâm sử dụng. Kết cấu dạng sữa mỏng manh của trẻ em được hấp thụ nhanh chóng, không gây nhờn và khó chịu. Sử dụng cho cả body. Giá tham khảo 400.000 đồng. Đứng ở vị trí thứ 5 đó chính là kem Curl UV Protection Mio SPF 50 + 360ml. Curl dây Barrier UV Protect Mio SPF 503 là kem chống nắng dạng nhũ tương cho da mặt và toàn thân, được phát triển qua 30 năm nghiên cứu và thử nghiệm khoa học của thương hiệu mỹ phẩm Curl Nhật Bản. SPF 503 bảo vệ da khỏi tia UV, giữ ẩm cho da luôn khỏe mạnh và mềm mại. Sản phẩm này có chứa các thành phần chống viêm thực vật giúp bảo vệ da khỏi các tác động từ môi trường bên ngoài như ánh nắng mặt trời. Thành phần: chiết xuất nhai bách thu do PSE do Labrata, quynh diệp Eucalyptus, giúp cấp ẩm và kháng viêm, bảo vệ da khỏi ánh nắng mặt trời. Ưu điểm: chứa hoạt chất Keram IDS giúp dưỡng ẩm, thẩm thấu và giữ độ ẩm cho da, cải thiện tình trạng da từ bên trong. Thành phần dịu nhẹ, đã được kiểm nghiệm da liễu, không gây dị ứng, không mùi, không màu và không chứa cồn. Những bạn có làn da nhạy cảm cũng có thể yên tâm sử dụng. Kết cấu dạng sữa mỏng manh của trẻ em được hấp thụ nhanh chóng, không gây nhờn và khó chịu. Sử dụng cho cả body. Giá tham khảo 400.000 đồng. Đứng ở vị trí thứ 6 đó chính là kem chống nắng Cell Fusion Collagen Sunscreen 100 SPF 5035ml. Cell Fusion là một thương hiệu mỹ phẩm hàng đầu Hàn Quốc. Ra đời từ trung tâm nghiên cứu mỹ phẩm CMS Lab, thương hiệu này đã được các bác sĩ da liễu và người tiêu dùng công nhận về chuyên môn và kỹ thuật, đồng thời không ngừng phát triển để trở thành thương hiệu chính trong lĩnh vực da liễu. Sản phẩm không chỉ có tác dụng chống lại các chất gây hại cho da dưới ánh nắng mặt trời mà còn mang lại hiệu quả cao trong việc hạn chế mụn trên da, kiểm soát tiết bã nhờn hiệu quả. Thành phần: coenzyme Q10, acetyl hexapeptide 8, titanium dioxide giúp bảo vệ da khỏi tia cực tím và chống lão hóa cho da. Ưu điểm: có chỉ số chống nắng cao, giúp giảm thiểu tác động của tia UVA và UVB, bảo vệ da tối ưu, hạn chế mụn và có khả năng kiềm dầu tốt, cung cấp ẩm cho da trong thời gian dài, hấp thụ vào da nhanh và không gây nhờn, tắc nghẽn lỗ chân lông, phù hợp với cả da nhạy cảm. Giá tham khảo 380.000 đồng. Và đứng ở vị trí cuối cùng đó chính là kem chống nắng ALTZUST Sunscreen SPF 50 UVA 100ml. ALTZUST là một thương hiệu mỹ phẩm của Anh, được đưa ra bởi tiến sĩ ALTZUST.
Andrea Bani, bác sĩ da liễu và bác sĩ phẫu thuật ung thư da, được hội đồng chứng nhận. Sứ mệnh của thương hiệu là bảo vệ da khỏi tác hại của ánh nắng mặt trời và ngăn ngừa ung thư da. ALT The UST Sunscreen SPF 50 UVA với khả năng chống tia UVA phổ rộng đạt 5 sao. ALT The UST Sunscreen có một loạt các bộ lọc UV tuyệt vời được áp dụng. Cao cấp nhất trong số này là màng lọc TinoSorb A2B, giúp ngăn chặn các tia UVA, UVA2, UVB. Thành phần: Panthenol, Glycerin, Propylene Glycol, Ocetylcholine, có tác dụng dưỡng ẩm, giữ ẩm và có khả năng chống nắng rất tốt. Ưu điểm: chống nắng hiệu quả, da nhạy cảm cũng sử dụng được, cấp ẩm, giữ ẩm cho da. Mới thoa kem thì có cảm giác dính nhưng sau 2 phút là hết. Giá tham khảo 250.000 đồng. Và vừa rồi là top 7 kem chống nắng cho nam loại nào tốt nhất hiện nay mà mình vừa giới thiệu với các bạn. Mình hy vọng là những thông tin vừa rồi sẽ giúp được cho các bạn lựa chọn được cho mình một lọ kem chống nắng cho nam phù hợp nhất. Link mua sản phẩm thì mình để ở dưới phần mô tả của video này để các bạn tham khảo nhé. Và video của mình đến đây là hết. Xin chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn vào những video review tiếp theo.